chào các bạn hôm nay mình sẽ tiếp tục phân tích một bài ngắn uh, vẫn dạng bài najo đi cậy là hiểu về cái nội dung của bài để tìm đáp án thì chúng mình nhớ là làm bài trước rồi hãng xem đáp án hoặc là xem video nhé uh, vì là chúng ta sẽ chủ động hơn trong cái việc là khi mà mình đọc trước một lần mình cảm thấy rằng là mình đã hiểu ở cái mức độ A sau đó là mình xem xong video thì mình à mình mới nhận ra được những cái mới chẳng hạn hoặc là trong cái lúc mà mình đọc mình không có nhận ra cái điều đấy thì khi mà xem lại video mình sẽ hàn sâu lại một lần nữa và sẽ nhớ một cách chủ động và dễ dàng hơn trong cái quá trình mà mình rút kinh nghiệm sau này nha sai o sugita aru no khi mà một câu kết thúc là cô tô như thế này mà ở đằng trước nó không hề có cô đê rồi sô đê gì gì đó thì là mình thấy nó có hai trường hợp xảy ra. Một là đây là cái câu chuyện gì đó. Hai là à, đây là cái cái việc gì đó. Đấy. Thì trong cái trường hợp này thì mình đang dịch đó là đây là một cái chuyện hoặc là đây là một cái việc à, xảy ra vào một buổi sáng ngày nghỉ à, nào đó khi mà tôi đã qua cái tuổi 45 năm 私はいつものように朝食後新聞を読んでいてふと我に帰った tôi thì いつものように ở đây là như thường lệ thì sau bữa ăn sáng thì tôi đọc báo và ふと ở đây là bất chợt tôi nhìn lại mình nhìn lại bản thân mình 新聞の活字が大に見づらくメガネもちろん禁止を外して読んでいる自分に気がついたのだ thì mình sẽ thấy ở đây là có cái dạng kết lửng ở đây này nên là mình sẽ hiểu là cái câu kết lửng này nó là một ý còn cái đoạn đằng sau đây nó là một ý này là Shinbun no katsuji là các cái chữ ở trong cái tờ báo đấy thì nó tai ní, nó, nó rất là rất là khó nhìn này và meganeo hazu shite yonderu shibun ni và tất nhiên rằng là à, đây là cái điều mà tôi nhận ra đúng không, cái nô đà đây là cái biện giải hoặc là cái lời giải thích cho cho cái câu đằng trước thôi là cái ý đằng trước này này là cái chữ của cái tờ báo đấy rất là khó nhìn và đó là cái điều mà tôi đã nhận ra đúng không, bản thân tôi đã nhận ra khi mà uh, tôi đọc Cái tờ báo và tất nhiên là Bỏ bỏ kính đúng không Bỏ cái uh, kính cận của mình ra Khi mà đọc báo thì thấy rằng là Cái chữ của tờ báo rất là khó nhìn tuyu kutubaga Atamani Kurai kimochi ni natta ở đây mình thấy cái từ kurai kimochi, đây là cái tâm trạng của mình rất là buồn này. isun là là trong chốc lát này, trong khoảnh khắc thì là trong đầu tôi atamani ukan đệ là trong đầu tôi xuất hiện một cái từ được gọi là lão hóa và có một cái cảm giác tôi đã có một cái cảm giác rất là buồn. Shiranu aidani shintai wa Otoroe e to bukatte iru. Shintai wa đây là cái cơ thể của mình đúng không? Cái cơ thể của tôi thì đang mukate được là đang hướng về cái từ OTOROE ở đây mình sẽ dịch là bằng với cái đô cạ đấy là lão hóa hay gọi là bào mòn này, cơ thể của mình nó đang yếu đi này hoặc là đang giảm sút này. ý Siran là trong lúc mà mình không để ý tới thì cái cơ thể của mình nó đang à, đi về cái hướng là suy giảm hoặc là lão hóa. iskiwa WA SURE NI cái ý thức của mình thì đang chưa đạt được tới, chưa đuổi kịp được tới cái đó đúng không? thì cái đây ní ở đây nó là cái gì thì nó chính là cái Xin tay ở phía đằng trước đây. và đây là một cái hin tộ vô cùng quan trọng thì khi mà các bạn đọc thấy cái đại từ chỉ thị là mình sẽ phải để ý luôn là không đuổi kịp cái gì đúng không? chính là không đuổi kịp cái cơ thể của mình ấy, hay còn gọi là cơ thể thì nó đang đi về cái hướng gọi là lão hóa, suy giảm, yếu đi. còn ý thức thì đang chưa đạt được tới cái điều đó, chưa đuổi kịp được tới cái việc đó mưshiro ngược có mà ngược lại thì nó lại đang đi ngược lại với cái với cái cơ thể có là ý thức của chúng ta thì đang chưa hề chưa hề hướng tới cái việc là cơ thể của chúng ta đang đang suy giảm mà vẫn còn đang đi ngược dòng đúng không? Đang đi ngược dòng. Isogashisa wa nen nen kasoku sute yo ni sae omoeru mà làm sao cái um, cái isogashisa ở đây là cái sự vất cái sự isogashisa ở đây nó là cái sự bận rộn này mình thấy kết thúc câu nó là omoe đự nên là cái từ isogashisa này không thể nào đi với omoe đự được Tại vì là cái sự bận rộn thì không thể nào nghĩ được thì là cái chủ ngữ nó là cái gì thì mình sẽ nhìn vào cái câu đằng trước đúng không? Là cái câu đằng trước người ta đang nói là cái ý thức của mình đang chưa đạt được tới cái cái điều đó là cái sự lão hòa đó mà nó đang đi ngược lại và cái ý thức của chúng ta là đang chỉ có suy nghĩ rằng là đúng không? Chúng hoặc là chúng ta đang chỉ có uh, suy nghĩ rằng là uh, cái sự bận rộn nó đang gia tăng lên hàng năm thôi. <laughs> cả nano đều này cả so mo ni nata so mo ni nata là tôi uh, cho rằng là như vậy đúng không cho rằng là như vậy thì là so cả đúng không cho rằng là như vậy thì cái xô ở đây nó chính là cái phần ở trước cái dấu phẩy ở đây tiếp đến là hirogari yêu cự yêu cự ở đây nó bằng với cái từ y cự ấy đúng không ngài có là đang ngày càng gọi là mở rộng ấy đúng không đang ngày càng lan rộng đấy koto tô là chính cái việc mà cái kono gap đấy càng ngày càng lan rộng nên là cái việc đấy phải chăng chính cái việc đấy nó chính là cái sự cái sự lão hóa thì tôi tôi nghĩ rằng là như vậy thì cả bài này mình sẽ hiểu là cơ thể của cái người này thì đang hướng về phía lão hóa nhưng mà ý thức thì đang chưa đạt được tới, chưa đuổi kịp từ tới cái 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 việc đó mà đang đi ngược lại. và chỉ có nghĩ cái việc là cái sự bận rộn nó đang tăng lên hàng năm thôi và cái cái việc này nó càng cái cono bự này nó càng mở rộng ra thì phải chăng nó lại chính là chính là cái sự lão hóa đúng không? Và tôi cho rằng là như vậy. Thì với cái câu hỏi này của mình là Cono gap Mình sẽ nhìn xem cái cono ở đây nó là cái gì Vì trong cái câu gạch chân của mình Mà nó có các cái từ đại từ chỉ thị như là kono rồi sono như thế này thì bắt buộc mình phải biết xem là cái kono đấy nó là cái gì thì cái nó sẽ đi liền với lại cái ý nghĩa của cái phần gạch chân đấy. Thì cái kono ở đây nó chính là cái cái ý ở đằng trước đúng không? Nhưng mà cái ý ở đằng trước nó là cái ý nào thì là mình sẽ cần phải uh, nhìn nhận xem là nó là cái ý của câu đằng trước hay là nó ý của cả đoạn đằng trước hay là nó là ý của một cái câu nào đấy thì bây giờ mình sẽ cùng loại nhé. Cái câu số 1 thì là silo kono toroe ga kimochi o kuraku saseru koto thì nó không phải là cái ý kono gap bự này rồi nó là nằm tít ở trên cái đoạn đầu đây là cái tâm trạng của mình nó cảm thấy rất là buồn khi mà nổi lên cái À, từ đó là lão hóa đúng không thì thì là không phải cái ý của cái câu này rồi câu số 2 là gì Shin tai nộ toộ số độ là cái tốc độ của cái mức độ giảm sút về mặt cơ thể hay còn gọi là giảm sút về mặt sức khỏe đấy thì cũng không hề nói đến cái tốc độ nào cả đúng không nó chỉ có cái từ ca sốc cự này duy nhất ở trong cái đoạn này thì cái ca sốc cự ở đây là gia tăng về cái mức độ bận rộn Chứ không phải gia tăng về cái uh, mức độ uh, giảm sút về mặt cơ thể, về mặt sức khỏe Nên là cái câu số 2 này cũng không có đúng Tiếp đến là isogashi kara kuru hiro độ là cái mức độ stress hay là cái mức độ mệt mỏi uh, Đến từ cái việc bận rộn thì cũng không hề nói đến cái hero độ một tí nào Nên là cái câu số 3 này của mình cũng không đúng Mà đáp án của mình nó là cái số 4 này Là cái mức độ chênh lệch giữa ý thức và cơ thể Cái từ kép bự này nếu như mà trong trường hợp đi thi mà mình không có biết nghĩa nó là gì Đúng không? Thì nó sẽ, mình sẽ tìm theo cái cách là mình sẽ nhìn vào cái cả cái đoạn ở đằng trước đây đúng không thì cái cô nô ở đây nó là miêu tả cho cái ý từ cái sira nữ ai đàn ý xin tái mà ô tô rô ế một ca tế là cái cơ thể của chúng ta trong lúc mà chúng ta không để ý thì đang đang lão hóa dần à, còn ý thức của chúng ta thì đang không đi theo cái hướng đấy không uh, đuổi kịp cái cái điều đó và còn đang đi ngược lại thậm chí là chỉ có nghĩ rằng là cái sự bận rộn nó tăng lên hàng năm thôi đấy thế nên là khi mà cái 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 việc này đúng thì nó đang ngày càng uh, Hirogari yêu cự nó lại càng 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 lớn mạnh đúng không càng mở rộng ấy thì, thì chính cái việc mà uh, ý thức của chúng ta đang không theo kịp được cái cơ thể ấy, nó phải chăng chính cái việc đấy nó là cái biểu hiện của cái sự sự lão hóa đúng không và tôi cho rằng là như vậy nên là cái ý thức và cái cơ thể của chúng ta nó đang nó đang có cái sự chênh lệch cơ thể thì đang lão hóa rồi nhưng mà ý thức thì lại đang không không đi kịp cái cái điều đó, không nghĩ đến cái điều đó chỉ có nghĩ rằng là mình phải tăng thêm cái gia tốc tăng hàng năm cái sự bận rộn thôi nên đáp án của mình nó là cái số 4 Với cái bài này đi thi thì mình thấy là uh, đáp án thì chọn thì nó cũng không có khó lắm, nhưng mà mình sẽ cần phải biết được một cái keyword đó là cái cô nô ở đây là đại từ chỉ thị nó là cái gì và mình phải nối được với cái mạch hay là cái ý của các cái câu đằng trước ngon thì mình phải ngầm hiểu xem là uh, cái cô ấy là cái gì thì trong cái bài này mình thấy là cái hin tộ nhất đấy là mình đọc hai cái câu này và nhìn cái đại từ chỉ thị cái soreni ở đây nó là cái gì và nó chính là cái tai và cái tai và cái iski ở đây nó là hai cái đối tượng mà người ta đang muốn nhắc tới để mà nhấn mạnh cho cái việc là uh, cái sức khỏe và cái ý thức của mình nó đang không 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 hợp nhau nó đang có cái sự chênh lệch và mình sẽ uh, dịch và làm như vậy nhá. Đáp án của mình là số 4.